Dạ, con kính chào bác soạn giả Nguyễn Nhân ạ. Thưa bác, con tên là Phan Nữ Ngọc Xuân, hiện tại con đang cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, hôm nay con đến đây, con có một số câu hỏi của các bạn đồng tu muốn gửi đến bác, kính mong bác trả lời giúp chúng con ạ. Trời, con hỏi. Dạ. Thưa bác, đầu tiên là các câu hỏi của đoàn Thiền Tông An Giang ạ. Câu hỏi số 1. Thưa bác, chúng con có xem bộ phim Chuyến bay 25 thế kỷ xuyên lục địa tập 3, trưởng đoàn miền Nam có phát biểu như sau: đoàn chúng con thực sự tin tưởng một cách tuyệt đối là chùa Thiền Tông Tân Diệu là nơi dạy giác ngộ và giải thoát. Thưa bác, do đâu mà đoàn miền Nam lại có sự tin tưởng tuyệt đối như vậy ạ? À? Cái phần này, cái đoàn miền Nam đã đi khắp hết trong Nam Bắc tìm cái giác ngộ giải thoát, không nơi nào có. Mà tìm được cái nơi chùa Tân Diệu, mà đã hỏi, bây giờ đầu tiên người ta không có phải tin liền đâu, vô hỏi rất nhiều. Vì thế mà hỏi cái gì cũng trả lời rất suông, thành ra người ta tin tưởng tuyệt đối. Mà trong cái đoàn miền Nam rất nhiều cán bộ trong đó, chứ không phải nhỏ đâu, không phải người tưởng, rất nhiều cán bộ. Có nghĩa là trí thức cao á, người ta chấp nhận này, là có nghĩa là người trí thức chấp nhận cái Thiền Tông của chùa Tân Diệu. Đây là rất đúng. Thấy không? Mà nó đúng là cũng rất may mắn. Vì cái Thiền Tông này 10.000 năm mới công bố ra một lần, nhưng mà công bố nó không có dài đâu. Con thấy không? Mới công bố ra 3 năm mà mình bây giờ nó chửi nát luôn, chửi khủng khiếp luôn chứ không ít nữa. Thì bây giờ thì nói đúng cái đoạn miền Nam của ở An Giang á, phê bình cái bằng kia bằng nói rất đúng về cái chuyện này. Thì hồi thì cũng cảm ơn, cũng chúc là cái đoạn miền Nam này vững biết lên, là những bước đi trên con đường giác ngộ và giải thoát. Vì cái này giá ngộ giải thoát này tôi bảo đảm trong nước Việt Nam và thế giới không nơi nào dạy. Tôi dám tuyên bố một câu duy nhất: trái đất này chỉ có chùa Tân Diệu dạy thôi, còn ngoài ra ăn theo thôi. Nếu có dạy là ăn theo hoặc ăn cắp thôi. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu số 2 à. Và đoàn miền Nam khẳng định rằng chánh pháp ban ra những lời Phật tổ nở hoa Đức Rồng. Đức Rồng là Đức Long An. Thưa bác, vì sao lại là Đức Long An mà không phải là chỗ khác ạ? Cái này là ông Phật Thích Ca, ông ấn định mấy ngàn năm trước. Về sau nước Việt Nam nó sẽ ở tại miền Nam, Việt Nam nó có một cái đất tên Long An. Thì cái nơi này nó sẽ nở ra. Vì thế mà trong Kinh Diệu Pháp liên qua trước viết, ông viết là ở Long Nữ dạy thành Phật tại cái đất rồng này. Một người nữ ở tại đất rồng dạy thành Phật luôn. Cái hỏi nhỏ đâu, chưa có một người nữ nào dạy để cho con người tu để thành Phật hoàn toàn. Mà đây là ông Thích Ca ứng dụng, là vì ông hiểu mà. Ông Thích Ca giống như một cái con người nhìn toàn diện cái trái đất này nè, thành trụ và diệt đi như thế nào, nước rồng nó sẽ, cái chữ đất rồng nó xuất hiện từ năm nào tháng nào ông biết hết. À, rồi Long Nữ sẽ ở đâu. Vì thế mà khi mà cái công bố, cái mà ông truyền đi Thiền Tông, ông cũng canh chứ, ông canh để phải giao lại cho Long Nữ để công bố ra. Duy nhất công Long Nữ à, còn không Long Nữ đừng có mong. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác. Câu hỏi số 3 ạ. Người tự cho mình kiến tánh nói chuyện với Đức Phật và được Đức Phật điều khiển. Thưa bác, vì sao lại có chuyện như vậy ạ? À? Kính nhờ bác giải thích giúp chúng con ạ. À. Thôi thời buổi 4.0 này đừng có nghe cái chuyện đó, bác đã nói rồi. Thế giới này là ai ở? Có ông Thích Ca nào dám vô đây không? Ông Thích Ca vô đây nó đập ông chết luôn á. Thế giới giờ lý là ông phá, vô đây ông phá. Ông Nguyễn Nhân này nói ra nó cũng đập ông chửi. Vì ông Thích Ca là dân, ông Nguyễn Nhân là dân Việt Nam. Ông Thích Ca là dân người nào? Ông ngoại quốc vô đây nó đập ông chết luôn á, chứ đừng có tưởng. Thế giới này là thế giới tiền bạc. Ông vô ông nói giải thoát tôi bẻ giò ông, chứ đừng có thôi. Ông Nguyễn Nhân tại vì dân Việt Nam chửi ông thôi chứ không dám bẻ giò ông, bởi giò ông cứng lắm. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu số 4 ạ. Con hỏi về vấn đề nối tiếp dòng Thiền Tông được công nhận là gì? Thưa bác, thời xưa tổ thứ nhất là ngài Mahakayip truyền lại cho tổ thứ hai là ngài Ananda. Tổ thứ hai ngài Ananda truyền lại cho tổ thứ ba là ngài Thương Na Hòa Tu, và được truyền tiếp cho các vị tổ tiếp theo, vân vân. Thời nay, sư bà Đức Thảo truyền lại cho thầy Nguyễn Nhân.
Thầy Nguyễn Nhân ấn định truyền lại cho người nào đó thì người đó mới đúng thực sự là người có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền nối tiếp theo. Chứ không phải ai cũng tự ý xưng ta nối tiếp dòng thiền tông là được. Tự ý như vậy không phải là nối tiếp dòng thiền tông mà đó là thiền vật lý. Thưa bác, con nói các ý như trên có phải không ạ? Xin bác hãy giải thích thêm để cho tất cả những ai chưa rõ hoặc là đang đi lệch hướng để tự mình có thể điều chỉnh lại ạ. Thưa bác. Nói tiếp dòng thiền tông tại chùa thì đơn giản lắm. Chỉ có người đó trung thực và trong sáng thì người ta cho 3 năm, ở 3 năm. Còn người bên ngoài thì phải cũng 3 năm, nhưng mà phải có tâm tài lực. Tâm sáng ai hỏi gì phải trả lời cho đúng, nhớ là đừng trả lời tầm bậy là trật, thấy không? Tài là phải có xin tiền tài phải cho nhiều và xin phép được chính quyền cho phép xây dựng một cái ngôi chùa thiền tông đúng nghĩa. Và trong cái ngôi chùa này nó cũng phải có ban đệ đàng hoàng, 12 tổ, một ban 12 tổ điều hành cái ngôi chùa này. Đó, tài xin phép được chính quyền cho phép hoạt động đúng theo luật tín ngưỡng và tôn giáo của Việt Nam. Còn lực, đừng có chửi người ta, ta mới nói nặng nặng nhẹ nhẹ chúng có đòi thưa ta không có được, thấy không? Lực này chừng nào người ta chửi nặng mình quá là phải phản kháng lại, chứ không phải thua. Mới lực mà người ta mới vừa nói động động rồi đi thưa không có đúng. Phải đúng cái này, tâm tài lực gia ở chùa Tân Diệu 3 năm trong ban quản trị. Trong ban quản trị, ở trong ban quản trị này không tham, không danh, không lợi, rồi không bè phái. Thì mới đúng là của người đủ tư cách 4 cái nối tiếp dòng thiền tông. 1 tư cách và 3 tâm tài lực. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Con hỏi câu số 5 ạ. Thưa bác, khi được truyền thiền và làm lễ trước chánh điện thì 10 phương chư Phật có dùng Phật nhãn quan sát không ạ? Và các ngài có biết được ai sẽ được về và ai sẽ phải ở lại không ạ? Tất cả những khi mà truyền thiền đều có chư Phật đến, nhưng mà không phải đến đông đâu. Người ta cũng phân công. Thì Phật rồi người ta nhìn thấy không phải do ông Phật cũng mới giỏi vậy đó. Thấy này nó dương quá rồi được, công đức nhiều dương được. Còn này nó có nhưng mà nó âm quá rồi, thằng này tiền cho nó vui chứ nó chạy trốn quá. Vậy thôi. Rồi tất cả những người nào rồi người ta nhìn thấy bao nhiêu mấy tuổi mày chết luôn á, người ta chính mấy người đó phải trả lời rước đi ra đi về đó. Chứ không phải là bởi vì truyền thiền cho mấy chục người đi nữa nhưng mà người ta chỉ nhìn được có mấy người thôi đó, thì mấy người này người ta điểm, còn mấy người truyền cho vui thôi. Rồi khi nào mà biết cái tuổi thọ rồi thì người ta sẽ tới, người ta rước về. Đó, thiền tông đó là vậy chứ không phải đơn giản đâu. Còn bây giờ mình nói qua cái này là người ta không có tin, nhưng mà đây là bằng sự thật. Thiền tông mà, thiền tông trên đời này có 1 không 2 đó. Nếu mà có 2 thì nó lại sai. Vì thế mà thiền tông duy nhất có 1 không 2 trên đời này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con hỏi câu số 6 ạ. Thưa bác, trước đây có người được đặt cách miễn truyền thiền và đã xảy ra hiện tượng lệch hướng, đi không đúng theo chánh pháp của thiền tông. Vậy thưa bác có thương xót dung thứ cho người đó không ạ? Bác làm gì mà thương xót? Bác đâu phải ơn trên nên thương xót. Bác có làm gì phải dung thứ? Có nghĩa là bác phổ biến này ra, ai nghe đúng thì đúng, nghe trật thì chuyển của người ta. Nếu mà nó thương xót là mình cũng cấp trên, làm gì có chuyện đó. Dung thứ, bây giờ anh, tôi chỉ con đường đi, về nhà anh không đi, anh đi quẹo đường khác thì anh đi chứ. Chứ dung thứ gì, chứ thương xót gì, anh muốn đi đâu cũng đi. Cái đường đi về Phật giới không chịu đi, đi xuống địa ngục thì ráng chịu chứ thương xót cái gì, phải không? Thì con dùng cái danh từ này nó sai, phải không? Thì không có thương xót ai, phổ biến ra rồi thôi. Giống như trời mưa xuống lấy nước hứng ứng nó qua chỗ khác vậy thôi. Dạ, con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi ý kế tiếp ạ. Thưa bác có lời nhắn nhủ gì đối với lại những người lầm lỡ đó không ạ? Bác là đâu có tư cách gì nhắn nhủ ai. Tôi chỉ là, bác chỉ là cái người phổ biến ra thôi, công bố ra thôi, rồi ai nghe không nghe thôi, nhắn nhủ cái gì. Có nghĩa là cái ngày đó, nghĩa là ta đưa cái tinh hoa đạo Phật xuống cho mình lấy thôi, nó qua rồi thôi.
Thấy không? Tin qua đạo Phật ra mà không chịu nhận thì thôi, thì nó sẽ bay mất. Mà 10.000 năm mới có một lần công bố ra thôi. Nhưng mà bây giờ nó nói thiệt con, không có bền đâu. Bữa nay tới năm thứ ba mà nó đã trao đảo nhiều rồi. Thật chừng nào mà bác cứ cầm lái, chừng nào mà lái hết nổi thì cái xe nó đụng vô núi thì thôi, tiêu vậy thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu kế tiếp ạ. Thưa bác cho chúng con lời khuyên và nhắc nhở để những Phật tử hiện đang tu theo pháp môn Thiền Tông được thực vững bước trên con đường tu tập ạ. Cái lời khuyên này không cho được. Có nghĩa là khi mà ta truyền thiền, ta đưa cho mình cái đường về Phật giới, ta bảo mình đi cho đúng, không đúng thì sai, có vậy thôi, không khuyên, không nhắn nhủ, không khuyên gì hết. Ta có bổn phận là đưa cho mình tự đi, giống như con đói, đưa cho cần câu, cái con ra ngoài biển con câu, con ngoài sông con câu, tùy theo con không câu thôi, con quăng cần câu thì con ráng chịu, thì con đói ráng chịu, có vậy thôi. Chứ không có nhắn nhủ, không khuyên gì ra. Rồi, con hỏi tiếp. Con cảm ơn bác, con hỏi câu số 9 nào. Thưa bác, suốt 3 năm huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông được phổ biến tại chùa Thiền Tông Tương Diệu, Long An là một thử thách vô cùng to lớn đối với thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân cùng tập thể ban quản trị chùa. Bác đã dùng trí tuệ sáng suốt để giúp đỡ mọi người giác ngộ giải thoát, hiểu biết rõ ràng và bác đã hy sinh cả cuộc đời mình để cống hiến cho đạo Phật khoa học Thiền Tông. Dạ thưa bác, tính tới thời điểm này thì có tổng cộng bao nhiêu Phật tử đang tu theo pháp môn Thiền Tông ạ? Bây giờ lần này thì bác cũng không biết, nhưng mà tháng rồi á, thì Phật tử Thiền Tông được cấp cái giấy á, còn bên ngoài không biết nha. Cái giấy gì 8.000 người á. Còn Phật gia là 2.000 mấy á, 2.500. Còn thiền gia 100.500. Có vậy thôi, biết vậy đó. Nấu tiếp dùng Thiền Tông 9 người. Chỉ biết cái tổng số vậy thôi, chứ nhưng mà bởi vì tháng báo cáo tháng trước á, tháng này chưa có báo cáo thì giờ bác lấy con số của tháng trước báo cáo cho con biết vậy thôi. Giờ con hỏi tiếp. Dạ, con cảm ơn bác. Con hỏi câu số 10 ạ. Thưa bác, hiện tại trong các đệ tử của bác, Phật tử, Phật gia, thiền gia, bác có phát hiện nhìn thấy những ai đang đi lệch hướng không ạ? Bây giờ thì người ta thấy lệch hướng thì tự anh em nói chuyện nhau chứ bác hoàn toàn không để ý cái này. Đi trúng hướng cũng được, đi lệch hướng cũng không thành vấn đề đâu với bác. Bởi vì bác có nhiệm vụ là công bố ra để cho nhiều người biết rồi. Giống như bây giờ nè, con lấy một hộp nấm lúa nó cũng quăng xuống ruộng, cái nào nó xuống sình nó lên cày, còn nào nó lên cái gò nó lên, nó khô quèo nó chết luôn, lên cục đá nó chết luôn, thấy không? Thì cái chuyện đó là do mình. Bởi vì nếu mà người ta mà gọi là cái người ta không chịu nổi thì người ta không có tiếp nhận đâu. Nó thầy thâu rồi, cái chuyện này bác có bổn phận là nói ra ai nghe không nghe thâu, chứ bác không đi tiếp tục, bác không có đi theo dõi người đó đâu. Thấy không? Còn thí dụ mà bây giờ giống như bữa nay tụi con thắc mắc gì lại bác hỏi, bác trả lời cho con biết vậy thôi, chứ còn con không hỏi bác cũng không trả lời nữa đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác, con hỏi câu tiếp theo ạ. Thưa bác, tại sao có những Phật tử đang đi đúng đường rồi, họ lại quẹo sang hướng khác để đi ạ? Thưa bác, vậy họ có biết mình đang đi sai đường không ạ? Cái này á, nó đi sai đường nó có hai cái loại. Một cái loại nó ham tiền, ham danh, nó đi sai. Rồi một cái loại mà nó ham chứng, ham đắc. Ham danh theo tiền đi khác, ham chứng, ham đắc đi khác. Ôi, chú Thiền Tông không có chứng gì trời ơi. Thôi, tôi đi đường này nó chứng nè, thánh nè, chính thánh, chính thần. Còn đi đường này, ôi, không có tiền. Tôi đi đường này có tiền nhiều hơn. Nói vậy thôi. Thì đi vô Thiền Tông là nó có sẽ hai con đường đi. Một con đường đi danh, hai con đường đi tiền. Có vậy thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Con hỏi câu số 12 ạ. Thưa bác, đệ tử đối xử không tốt, đi lệch đường, nếu người ấy muốn quay trở lại thì bác có chấp nhận mở rộng vòng tay đón nhận họ quay trở lại không ạ? Không ạ. Tất cả những người đi sai rồi không ai trở lại. Nên nhớ một điều là gì á, nó đã người ta dẫn đi rồi thì nên nhớ rằng thế giới này ai dẫn. Bà không nói, nhưng mà tụi con sẽ hiểu. Khi mà đã đi rồi thì không khi nào trở lại, thấy không? Mà trở lại làm sao được? Trả lại ông thần Kim Cang đâu cho vô đâu, nậu vô cửa không cho, thành là làm sao thôi, thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác.
Con hỏi câu số 13 ạ. Thưa bác đã sống vì mọi người, vì cái chung cho cả thế giới trong và ngoài nước đã được UNESCO công nhận. Vậy thưa bác có định hướng sẽ đưa tinh hoa đạo Phật vào ngành giáo dục không ạ? Để giúp cho thế hệ sau có sự hiểu biết cao hơn thế hệ trước. Cái phần này câu hỏi nó hơi quá lớn. Cái ngành giáo dục đâu, mình đâu có tư cách gì mà đưa vô ngành giáo dục. Có nghĩa là tôi phổ biến, nếu ngành giáo dục nó muốn thì nó nghe trên đó, tự đó thì đưa vô thôi. Chứ còn bác đâu có tư cách gì mà đưa vô ngành giáo dục, phải không? Thì bác chỉ phổ biến ra, nếu ngành giáo dục hiểu thì tự mình lấy, mình dạy. Chứ còn bác không có tư cách này, không phải hiểu cho. Chứ tự nhiên mình, bác đã từng nói là bác là phó thường dân luôn, chứ không phải thường dân. Thường dân thì còn được mà phó luôn. Mà phó hai ba cái phó đó, thì làm sao nói chuyện với bộ giáo dục được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu tiếp theo ạ. Thưa bác, tinh hoa đạo Phật khoa học thiền tông là pháp môn quá thực tế, khoa học và rõ ràng, xóa bao trở ngại mê lầm, giúp con người thức tỉnh sáng suốt. Vậy chúng con có đề nghị để lan tỏa khắp mọi nơi, chùa thiền tông Tân Diệu sẽ ra mắt báo chí hay chuyên san để cho tất cả mọi người từ trẻ em đến người lớn tuổi được mở mang thêm kiến thức. Thưa bác, việc này có thể thực hiện được không ạ? Cái này á, bây giờ thì theo nguyên tắc thì thấy rất dễ, nhưng mà cực kỳ khó. Bây giờ công bố ra mà gọi là giải một cách bình thường mà còn bị cấm, thì làm sao có chuyện đưa vô trong ngành giáo dục, phải không? Con suy nghĩ không được. Cái này là chuyện mơ hồ. Thế giới vật lý không đưa này vô được, mà chỉ có nước là cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông loan tỏa đi, rồi mấy đứa học trò đó nó nắm được cái nào thì nó về nó học, rồi nó nói cho ba mẹ nghe, thì cái gia đình nó có rất phước, có cái phước lớn á, thì cái gia đình nó không có mê tín, không tin làm bất cứ thứ gì nào. Nếu một đứa học sinh mà nó nhận được quyển giáo lý này rồi, nó về nó đọc mà nó hiểu, nói với cha mẹ nó, thì cha mẹ nó hiểu, thì đây là cái gia đình rất có phước, hoàn toàn không mê tín gì đâu, có vậy thôi. Con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Thưa bác, tiếp theo là các câu hỏi của Phật gia Nguyễn Minh Quang cư ngụ tại Bến Tre có nhờ con hỏi giúp ạ. Câu số 1. Thưa bác, tại sao nói tam giới vô an ạ? Tam giới là trên đất này, rồi dục giới, sắc giới, vô sắc giới nào nó cũng quy luật theo nhân quả luân hồi. Theo quy luật nhân quả luân hồi thì làm sao an được? Mà trong cái này nó phải hỏi đúng cái câu này, tam giới vô an, du như quả trật. Có nghĩa là tam giới, dục giới, sắc giới và giới sắc giống như trong nhà lửa. Trong nhà lửa thì là nó phải sanh lão bệnh tử, nó đi theo cái chu kỳ của nó. Nghe không? Là sanh bệnh lão tử. Trái đất này bây giờ nói thiệt á, giờ anh giàu cỡ nào á, anh có bệnh không? Cũng phải bệnh. Nghe không? Mà bệnh là khổ không? Chứ không phải tôi làm vua thì không có bệnh, không có chuyện đó đâu. Nghe không? Thành ra quả trạch đó để là gì? Là thiêu đốt, lửa thiêu đốt. Lửa thiêu đốt là gì? Lửa vô thường. Lửa vô thường này là nó đốt con người liên tục để cho đi theo cái đợt, cái chu kỳ thành trụ và diệt, sanh già bệnh chết. Sanh mới vừa la ra cũng la sùm rồi. Sống đây thiếu cơm thiếu gạo cũng chửi sùm rồi. Chết trước khi chết sao cũng chửi sùm. Thấy không? Nó kẹt đó, bởi vì tam giới vô an, du như ở trong nhà lửa, nó đi quay rồi. Vì thế mà Đức Phật mới chủ trương dạy, muốn khỏi ra cái tam giới này phải đi chạy ra ngoài, trở về một giới á. Mang một kim thân Phật nó không có cái này, còn mang tứ đại hoặc mà mang thân điện từ âm dương nó phải đột, không cách nào thoát được hết. Mà duy nhất đạo Phật mới có nói câu là tam giới vô an, du như quả trạch thôi. Còn tất cả tôn giáo không nói cái câu này, tôn giáo khác không biết cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Câu hỏi thứ hai ạ. Cái muốn của con người có phải là do nghiệp quyết định không ạ? Cái này, cái muốn của con người là do cái tưởng à. Cái tưởng nó phát ra ham muốn. Nhưng mà do cái nghiệp nó đẩy đi. Cái nghiệp đó là ai? Do ông thần. Ví dụ con tự nhiên cái con bây giờ không muốn ở đây, con bán nhà qua chỗ khác, là ông thần đẩy con đi. Thấy không? Đó, bây giờ con để ý nè. Bây giờ con này lớn rồi, con biết cái lúc mà con mới sanh ở đâu. Rồi tự nhiên tự con muốn đi. Rồi con suy nghĩ, ủa tại sao tôi muốn đi? Chính ông thần đẩy con đi. Đi, cái nghiệp mày không phải ở đây, cái nhà mẹ đằng kia ra, ở chỗ khác, nhà mày bên Mỹ á.
Vì thế mà cái nghiệp mà thần đẩy đi thì mới qua được. Có nhiều người tại sao đi 5 lần 7 lượt cũng chạy về, nó không có đúng, không ở cái nghiệp mẹ đó. Đi chơi thì được, mày phải về. Nghiệp tất cả những gì ở trên này gọi là thần thực thi nhân quả đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế tôi không nói đạo nào, vì thế mà có cái đạo nó là thánh thần. Thánh thần hai bên dây giáp, phải không? Chứ thánh là khúi mình làm tầm bảy tầm hạ, ông thần là thực thi nhân quả đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Con hỏi câu số 3 ạ. Con người có thể làm chủ được nhân quả không ạ? Bây giờ vô đây không có sống làm chủ được, nhưng mà có cái cách này. Con có tạo công đức thì thần không thực thi nhân quả con được. Vì sao? Vì trong kinh có nói là công đức nhiều quỷ thần sợ. Có nghĩa là khi mà con không có con có phước đức là ông thần nắm con được nha. Còn mà có con công đức mà không bôi á, công đức mà không bôi, ông dám nắm. Giống như điện mà không có bao dây nhựa bao á, thì nó không dây nhựa, dám nắm. Thành ra bây giờ bôi đen có nghĩa là cái công đức con bị bôi đen, giống như cái sợi dây điện mà có dây nhựa bao, thấy không? Muốn thực thi nhân quả thì cái công đức của mình phải cho sáng thì thần không thực thi được. Còn nếu mà tạo công đức cái gây lộn này kia đó thì cũng như không. Cởi như là có điện nhưng mà bị bao dây nhựa rồi làm sao? Ông thần đâu có sợ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con hỏi câu số 4 ạ. Làm sao để giúp đỡ người khác mà không can thiệp vào nhân quả của họ ạ? Cái này nè, con nên nhớ một điều á. Khi mà Thiền Tông ra đời á, con biết con nên cũng không ai, con chỉ mua sách về con để đó, ai thích lại coi. Nếu mà người thích á, thì con mới dụ người ta từ từ, giúp người ta từ. Chứ đừng có khi nào nhớ mà Thiền Tông ra đời mà có nhiều người, cái chùa người ta đang cúng hoặc cái chỗ mà người ta đang thờ mấy ông thần á, mấy ông cô hồn á, mình lại đưa vô nó đập rồi chết á. Nó không đập chết nhưng mà nó suối mình chạy xe đó, nó, mình đang xe tự nhiên cái mình cũng mắt mình hết thấy đường á. À, nó án mà hết thấy đường cái mà đụng cái rầm cũng đó mình mới hiểu. Ủa tại sao? Rồi khi nếu mà con chết con không nói nha, mà cái còn sống, ủa tại sao tôi đang chạy mà tôi không thấy đường? Thấy không? Vì con thể để ý này, có nhiều người á đang chạy xe cái có cái người đứng trước cửa đang tưởng rồi nó đi, ai không phải đó, cái bóng thôi lách qua chỗ khác đụng cái rầm đó, cái gọi là thần thực thi nhân quả. Mà cái thần đó là còn cái người mà đứng hiện đó là ai? Là thánh. Bởi vì thế gian người ta nói là thần thánh, hai cái ông này mà hiểm trợ thì mới làm được, thấy không? Ông thần thực thi nhân quả phải ông thánh, ông thánh trợ giúp, chứ một mình ông không làm được. Dạ, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Hiện tại con đã hết câu hỏi rồi. Con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Con kính chúc sức khỏe bác. Rồi, cảm ơn con hỏi.